Thưa quý vị và các bạn, từ khi nối lại giao thương qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, các hoạt động du lịch được mở lại. Khu vực bên ngoài cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn, vi phạm trật tự đô thị gây mất mỹ quan tại đây cũng gia tăng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực để chấm dứt tình trạng này. Đây là khuôn viên thuộc phần đất của khách sạn Sapali quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều người đến chiếm dụng không gian này làm nơi bán hàng, đậu đỗ phương tiện trái phép. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù lực lượng chức năng đã can thiệp, nhưng những người này vẫn ngang nhiên vi phạm. Đỉnh điểm là sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, một bảo vệ tại khách sạn này bị một đối tượng vô cớ hành hung sau khi nhắc nhở việc kinh doanh trong khu vực khách sạn quản lý. Nhiều hộ dân từ các địa phương đến lấn chiếm các cái mặt bằng của công ty, trong cái vi phạm chung của công ty thì lấn chiếm, rồi có nhiều lời hăm dọa, đe dọa người bảo vệ của công ty vi tích chúng tôi, thì điều đó sẽ tạo cho sự vừa mất ổn định cho chúng tôi, cũng gây khó khăn trong việc ra vào của doanh nghiệp ngay cái khu trung tâm thương mại cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà vi tích đang quản lý. Còn đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được đầu đường Nguyễn Huệ, tổ 26 phường Lào Cai. Dưới lòng đường, trên vỉa hè đều bị chiếm dụng để làm chỗ bán hàng hoặc đậu đỗ phương tiện. Ngay cả những khu vực có biển cấm như thế này, nhiều phương tiện vẫn vô tư đậu đỗ sai quy định. Tất cả khu vực này là không có chỗ đỗ, tất cả các đường, các ngõ, xe nó quá đông. Nên là thi thoảng cứ phải ngồi trên xe này, công an đến bắt thì lại phải đánh xe đi chạy thôi. Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt các trường hợp vi phạm. Đây là nỗ lực của lực lượng công an phường Lào Cai thời gian qua. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, gần 100 phương tiện bị xử phạt hành chính do vi phạm trật tự giao thông. Quyết liệt là vậy, nhưng mỗi khi lực lượng này vắng bóng, thì những vi phạm này lại ngang nhiên tái diễn. Lực lượng cũng không thể thường trực suốt ở các cái điểm phức tạp về trật tự đô thị này được. Chúng tôi khi có mặt lực lượng thì đường thông hề thoáng, nhưng khi chúng tôi rút đi để làm những nhiệm vụ khác thì lại tình trạng đỗ xe rồi tái lấn chiếm vỉa hè cũng vẫn còn những cái diễn biến phức tạp. Cái việc mà mưu sinh mà chúng tôi đi dẹp ấy, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người ta, cho nên là đôi khi người ta cũng phản đối và chống đối cũng rất quyết liệt, nhưng mà chúng tôi vẫn kiên quyết để thực hiện. Xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại, thân thiện và hiếu khách là mục tiêu được thành phố đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, để chấm dứt tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, nhất là công tác phối hợp giữa nhiều lực lượng, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm.